Leviathan Melville hay còn gọi là siêu cá nhà táng, một thành viên đã tuyệt chủng của bộ cá voi có răng thời tiền sử, và được xem là loài cá voi có răng to lớn nhất từng tồn tại trên trái đất của chúng ta. Chúng sống cách đây khoảng 13,6 đến 11,6 triệu năm trước. Những chiếc răng khổng lồ và kích thước cơ thể to lớn của loài cá voi này sẽ khiến nhiều người nhìn thấy phải kinh hãi. Leviathan cùng với Megalodon trở thành hai loài săn mồi đỉnh cao, là đối thủ của nhau ở đại dương thời kỳ đó, trong đó siêu cá mập Megalodon là loài cá ăn thịt lớn nhất, siêu cá nhà táng Leviathan là loài thú có vú săn mồi lớn nhất trong lịch sử trái đất. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho loài này là Leviathan Melville. Trong đó Leviathan là phiên âm của Leviathan, tên loài thủy quái khổng lồ đáng sợ trong cựu ước trong thần thoại. Còn Melville là dựa theo tên của nhà văn Herman Melville, tác giả cuốn tiểu thuyết Moby Dick nổi tiếng, viết về một con cá voi to lớn, hung dữ và có sức mạnh khủng khiếp, được các tàu săn cá voi xem là chúa tể của đại dương. Mặc dù vậy siêu cá voi có cái tên khoa học Leviathan, nhưng nhiều người vẫn gọi loài cá voi tiền sử này bằng tên Leviathan trong thần thoại nổi tiếng. Chiều dài của loài cá nhà táng khổng lồ tiền sử Leviathan dài khoảng 13,5 mét đến 17,5 mét, hiện vẫn chưa biết chính xác cân nặng của Leviathan nhưng ước tính là khoảng 40 tới 70 tấn. Leviathan sở hữu xương sọ dài 3 mét với hàm rộng, và những chiếc răng nhọn hình nón dài tới 36 cm, chiếc răng lớn nhất trong tất cả những loài động vật từng được biết đến. Đồng thời các răng hàm trên còn có phần lõm, giúp khít sát với răng hàm dưới khi khép miệng làm tăng khả năng cắt thịt. Với kích thước to lớn và việc Leviathan Melville cùng sống chung trong một vùng biển với siêu cá mập Megalodon thì việc hai loài này có những va chạm với nhau, và những trận đấu nảy lửa là điều khó tránh khỏi. Về kích thước thì hai loài tương đương nhau, nhưng Leviathan có một ưu thế quan trọng, loài này có thể săn mồi theo đàn, trong khi Megalodon sống đơn độc, do vậy nếu xảy ra giao chiến thì một con Megalodon sẽ phải đấu với nhiều con Leviathan cùng một lúc, khi đó việc Megalodon bị thất bại là điều chắc chắn. Kể cả khi đấu một chọi một thì Leviathan vẫn có nhiều ưu thế hơn so với Megalodon bởi Leviathan là động vật có vú nên nó có trí thông minh cao hơn nhiều so với cá mập. Leviathan có thể suy nghĩ, lập ra chiến thuật tấn công tùy theo đối thủ, trong khi Megalodon chỉ biết tấn công theo bản năng. Những chiếc răng của Leviathan dài 36 cm, dài gấp đôi so với Megalodon chỉ 18 cm, chưa kể răng của Leviathan có hình chóp nhọn, còn răng của Megalodon thì khá mảnh, nên cú cắn của Leviathan sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng hơn nhiều. Hóa thạch Leviathan cho thấy phần đầu chúng cũng mang cơ quan chứa dầu sáp tương tự cá nhà táng. Cơ quan này giúp hỗ trợ lặn sâu và phát ra sóng âm định vị mục tiêu từ xa hàng km. Khả năng phát hiện mục tiêu từ xa bằng sóng âm là thứ mà Megalodon không có được. Nếu đối đầu nhau thì Leviathan có thể phát hiện được vị trí của Megalodon trước khi đối thủ nhận ra sự xuất hiện của nó. Ngoài bộ răng thì xương hộp sọ dày và cứng cũng là vũ khí lợi hại của Leviathan. Khi gặp đối thủ cỡ lớn, Leviathan sẽ sử dụng đầu như một chiếc búa khổng lồ để húc thẳng vào kẻ thù với tốc độ cao, gây tổn thương cơ quan nội tạng của đối thủ. Chiến thuật này cũng tương tự như cá voi sát thủ ngày nay. Một số phát hiện gần đây cho thấy các loài cá mập có thể rơi vào trạng thái hôn mê nếu bị lật ngửa bụng. Cá voi sát thủ đã biết được nhược điểm đó và áp dụng chiến thuật húc đầu để săn cá mập trắng có kích thước ngang bằng với nó. Vì vậy rất có thể trong quá khứ Leviathan Melville cũng biết chiến thuật này để đối phó với Megalodon. Loài Megalodon chỉ có ưu thế là không cần trồi lên mặt nước hít thở không khí như Leviathan, và tốc độ nhỉnh hơn Leviathan một chút. Leviathan sẽ cần ăn hàng trăm kg thức ăn mỗi ngày, không chỉ để duy trì khối lượng lớn mà còn để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất máu nóng, bởi cá voi là động vật có vú. Nhiều khả năng, con mồi ưa thích của Leviathan bao gồm những con cá voi nhỏ hơn, hải cẩu và cá heo trong kỷ Miocen, và được bổ sung thêm những khẩu phần nhỏ khác như cá, mực, cá mập và bất kỳ sinh vật dưới biển nào khác bắt gặp trên đường đi của con cá voi khổng lồ. Những nhà nghiên cứu suy đoán rằng Leviathan có thể săn những con mồi có chiều dài đến 8 mét. Nó có thể bắt mồi bằng bộ hàm to lớn, và xé con mồi thành từng mảnh một cách nhanh chóng, hiệu quả với những cái răng khổng lồ. Nguyên nhân Leviathan tuyệt chủng, do thiếu bằng chứng hóa thạch, chúng ta không biết chính xác Leviathan tồn tại bao lâu sau kỷ nguyên Miocen. Nguyên nhân loài cá voi khổng lồ này tuyệt chủng, gần như chắc chắn là do sự suy yếu, và biến mất của những con mồi yêu thích của nó, như hải cẩu thời tiền sử, cá heo và các loài cá voi nhỏ hơn khác, bởi những loài này không thể chống chọi với sự thay đổi nhiệt độ và dòng chảy của đại dương.
Nguyên nhân tuyệt chủng của Leviathan cũng đã xảy ra đối với kẻ thù không đội trời chung của Leviathan, siêu cá mập Megalodon. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé.